Rồi chào các bạn. Thì hôm bữa mình có làm clip mod BIOS của cái men MSI H110 MGVD Lut. Thì mod để chạy con 49 đó. Thì bây giờ mình đang gắn là con i3-81 nè. Thì nó chạy ok ha. RAM 8GB. H110GVD Lut 1C0-2018. Thì nhận gamer UHD graphics 630 rồi ngon lành ha. Thì bạn hỏi khôi phục cài gốc BIOS gốc nó thì ít người hướng dẫn á. Thì bây giờ mình sẽ làm thử coi khi mà mình úp nó về BIOS gốc thì main này nó còn chạy được con 81 nữa hay không. Các bạn theo dõi ha. Rồi giờ mình sẽ copy cái MSI H110GVD Lut rồi mở internet lên rồi dán vào tìm kiếm. Thì bây giờ mình sẽ vô trang chủ của MSI, mình vô support. Đây, cái đầu tiên là 7A15 1C 2018 nè, là cái bộ hỏng mình làm là bản cao nhất. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái USB vào đây, mình sẽ tải file này về. Đây này phải gốc trên trang chủ nè. Rồi bây giờ mình mở tệp này lên, giờ mình mở nó 7A15 1C. Thì bây giờ nó có cái file này, file trang chủ nè, mình chọn này mình chắc ha. Thì chắc vô cái USB, USB boot của mình. Rồi chọn OK ha. Rồi đóng lại. Giờ mình mở trên USB boot coi nó có chưa. Đây USB boot nè. Thì đây có nhiều file lắm. Đây 7A15IMS1C0 là nó giống như cái file mình đang chạy đây 1C0-2018. Thì nó đang chạy là chip i3-81 vẫn OK. Thì mình khởi động máy lại, mình sẽ cập nhật về BIOS gốc coi coi nó còn chạy được chip này không. Thì là nó quay cái tắt, khởi động lại bằng nhấn đeo vô BIOS. Đây thì mình vô BIOS này nè ha. Thì phiên bản đang mod của nó là nó 7A15IMS1C0 luôn nè. Thì nó đang chạy 81 nha. Đây i3-81. Rồi giờ mình chuyển qua MLAT thì mình sẽ off BIOS. Đây thì mình bấm vô thì cái file cái USB mình nè. Mình chọn nha. Nó 7A15IMS1C0. Mình sẽ cập nhật nó. Nó báo 5 giây khởi động lại nè. Để mình cập nhật coi nó có xóa được cái bản gốc không. Có nhiều cái con BIOS nó không có xóa được bản gốc, nó vẫn chạy được á ha. Hên xui. Thì thử mới biết. Đây thì nó đang chạy nè. Nó báo là không có remove cái USB ra. Nó chạy 6% rồi đó. Thì đợi cho nó chạy xong coi, coi main này nó còn chạy được nữa hay không. Chạy được con 81 này nữa hay không. 20%, 25%. Tại vì úp này là mình úp lại cái con bằng giống nó luôn. Có khả năng là nó xóa sẽ không hết á. Có khả năng nó vẫn còn chạy được hoặc là nó không chạy được thì hên xui, cái này mình cũng chưa thử nữa. Đó,
thì bây giờ chạy được 50% rồi đó, để khởi động 50% rồi coi coi nó có còn lên hình nữa hay không. 57%, 58 rồi, 60 rồi. Xong gần 70 rồi, đang chạy nhanh hơn rồi đó, gần xong 80 rồi đó. Không biết nó có trở về BIOS mặc định nó hoàn toàn không, hay là nó vẫn còn sót lại cái mod của mình. Đây, nó báo 5 giây nha. Rồi, tắt nè. Để coi men còn chạy hay không. Nhá lên cái tắt nè. Rồi, nó tắt luôn ha. Đây, mình mở lại coi nó chạy không. Hết chạy được ha. Thì bây giờ mình gỡ cái con i381 này ra. Gắn con Silicon G3930 vô. Coi coi nó chạy được hay không, hay là men nó hư luôn. Đây, kết quả quay ha. Nó không tắt nhưng mà chưa chạy nha. Đây, cháy đèn rồi nè, cháy đèn phím rồi nè. Đây, lên hình ha. Để coi coi nó có vô win không. Tại nó BIOS thì nó sẽ khởi động lại một hai lần á. Bây giờ nó vô trong cái UV boost mình luôn rồi. Mình khởi động lại, mình rút cái UV mình ra. Để cho vô quên coi coi nó nhận lại con G3930 mình là bình thường hay không. Nhận ghê quơ được. Thì giờ nó hết chạy được cái con i381 rồi đó. Thì bạn cứ mấy cái men khác thì bạn nó làm tương tự thôi. Nó đang lên nè. Ổ cứng thường cho nên nó chạy hơi chậm chút để mình vô coi coi nó nhận đây gây qua của con siêu G3930 không. Máy nó hơi đờ nè, gắn xe gồng vô, nãy gắn i3 chạy nhanh, giờ gắn xe gồng vô cái hơi đờ yếu. Men này mình có gắn con i5 9400F rồi, vẫn chạy ok ha, mod vẫn chạy ok. Giờ nó chưa nhận gateway nè. Chỉ mới nhận con CPU thôi, nó chưa nhận gateway. Đợi nó chút xíu. Mấy ổ cứng này mình gắn rất là nhiều thiết bị gateway rồi Vega rồi tùm lum hết trơn rồi, cho nên là chạy rất là lâu. Vẫn chưa nhận ha. Đây, nó nhận rồi nè, nó đang chớp tắt rồi. Rồi, nhận gateway rồi đó. Rồi để mở cái xin lên cho bạn xem ha.
đây. Silicon G3930 14 nanomet 8G. MSI H110 MG WD Lut 7A15. Intel HP Dragapit 610 ha. Vẫn ok. 1C0 2018. Vậy đó là mình đã làm khôi phục cái BIOS gốc của cái main MSI này khá là dễ dàng. Các bạn nào mà có mod rồi thì bạn muốn khôi phục thì cứ lên trang chủ tải về và cập nhật lại như bình thường thì nó sẽ trở về BIOS gốc nha. Rồi thì hôm nay mình làm clip như thôi. Bye bye các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.